ngày thì là cúng dường mẹ này, ừ. là không ăn tối này. Khi mẹ bắt đầu đúng tối hôm đấy, bắt đầu mẹ mất là sáng mai đưa đấy đấy. Và đúng 49 ngày sau thì là lên chùa xin mẹ và xin Phật và xin thầy tổ là con xin cúng dường 100 ngày. Thì 100 ngày đó nó lại xuống cân mà nó lại đi tốt hơn, lái xe ô tô là ừ. là nó tinh tấn hơn mà nó đỡ mệt hơn nhiều. Và từ khi từ năm 28 là khi mà 29 là gặp thầy Trân Quang thì là không uống rượu, không uống bia nữa rồi. Cà phê là không uống nữa. Nhưng mà đến 2010 mới biết được pháp của thầy Thông Lạc thì còn phải giữ nhiều thứ hơn. Đấy, giữ về ăn uống ngủ nghỉ, bắt đầu với tập ăn tập ngủ dần. Thì thấy nó khác lắm. Mà sau khi mà 2 năm sau thì nó xuống 6-7 cân. Nhưng mà bắt đầu đến một nhân duyên 2 năm sau thì vẫn đi với thầy Thích Thiên Thành ấy, cứ làm xe cái ô tô là làm xích nô chở thầy đi đấy, đi hoằng pháp các nơi đấy. Thế là học cạnh thầy thì chả nhẽ thầy này không ăn có một bữa mà trò này ăn bữa sáng nữa à, xấu hổ. Thế bắt đầu là cũng tập thì một tháng đi mấy đợt, mỗi đợt một vài ngày thôi. Thế thì thấy vậy thích quá nên bảo là thôi cứ tập. Thông thầy cứ bảo này, chú Châu còn lái xe còn mệt ấy, vì chưa quen cứ ăn hai bữa đi. Ừ, trưởng não nói là dậy là sáng ra nếu mà các con còn nao tác thì các con uống thêm cốc sữa. À, thế thì khi mà ăn được như thế thì mình theo thầy thì vừa mặt là ngủ gần chỗ thầy, hai cái động lực tu. Vì sáng ra là cứ đi mấy người kia họ đi xì xụp họ ăn nhưng mình có dám ăn đâu. Kỳ tình là mình cũng theo gương thầy, thứ hai là mình phấn đấu. Nó có từ trường lành nó đỡ, tự nhiên là nó cũng phải đến 15 ngày không con tháng 15 ngày không ăn tối nữa, ăn sáng nữa. Thì nhân duyên có cái đợt đấy là bà xã bà bị mỡ máu nằm viện, mỡ máu nó tắc một bên tay trái, tay phải này, tay chân trái này đơ đơ đấy. Thế về sau là nó đơ tay cả chân ra, về sau phải uống mấy viên thuốc một loại 1 triệu các bạn. Thì hôm đấy mình ở nhà thì đợt đấy là ở nhà thì hầu như cứ bảo đi mang cơm lên cho vợ, nhưng mà kỳ tình là gia đình bên ngoại đông, thế nhưng mình cứ ở nhà thôi không ăn sáng nữa. Và đi 10 ngày về coi như là bà nấu sáng, phải nấu sáng không ăn, bảo không ăn, bà ăn quen rồi, 10 ngày nay bà đi viện tôi không ăn nữa. À, vậy khi không ăn nữa là tự nhiên thành quen, từ bây giờ bảo là ông không ăn ông già đã kinh như kia rồi đấy, nó gầy lắm rồi đấy, 6-7 cân nó xuống, trước nó mỡ màng lắm, mặt chiếc hồng hào này nó mọng, nhưng mà khi ăn nó nheo ra dần là ai cũng chê. Sau bỏ đúng 1 năm sau nữa là năm thứ 3 này nó xuống tận cho 13 cân thịt. Ôi giời, nhấc cái da này là nó kéo dài ai cũng của. Thế nhưng bây giờ nó lại chỉnh lại chứ? Bây giờ nó chỉnh lại rồi. Ừ. Bây giờ da nó khác rồi. Đúng rồi, giờ da nó khác, bây giờ ăn một bữa nó bình thường lắm, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy mà hai thầy trò ở đây là cứ suốt ngày mà đi tu là phải có hai người tu mới được. Vâng. Một người giải đãi lắm. Ví dụ đúng là giải đãi như cháu là giải đãi thật. Biết xấu hổ. Vâng. Là vì này, người ta chưa có vợ, ba mấy tuổi ta chưa có vợ. Vâng. Mà 3 giờ người ta dậy rồi, chú cháu thống nhất là 3 giờ dậy nên cậu có xuống giờ sớm. Mà nó dậy rồi mình không dậy thì mình phải phấn đấu. Nếu mà đúng mình là đấy, nói cụ hơi nặng tai, con phải nói sát như vậy để cụ nghe. Đấy nói như có thế. Nghe thấy không? May biết pháp. Có nghe thấy chú nói không? Có nghe thấy không? Có được cái câu thì được câu chẳng đi. Còn nói dài thì không nhớ. À, nhớ. Nói nhẹ nhàng nhớ. Không nhớ. Vậy nên là có 7 năm này ăn một bữa. Nhưng mà trừ những lúc mà bị dạ dày. Đi chảy máu dạ dày một lần cái đây 4 năm ấy. Thế ạ? 3-4 năm là nên là bà vợ bên kèm. Bắt trừ ăn cháo là sáng tối là phải uống sữa. Đấy. Thì nó mới tăng cân từ ở đây lên này. Nhưng mà tăng lên thì nó hồi lại thì bây giờ nó lại không xuống mấy nữa. Mà nó lại giữ lại được. Sao ăn một bữa mà chảy máu dạ dày ạ? Không, đời ngày xưa bệnh đau dạ dày tiền sử nâu rồi. Tiền sử nâu rồi. Mà nói thật đấy này, bắt đầu mà tập ăn một bữa thì ăn nhiều quá. Đúng rồi. Nó chết thì là tham. Cái mồm mình cũng còn tham. Sợ còn bây giờ chú cháu, hai chú cháu ăn thấy kháng nữa rồi. Không còn dám ăn bò gạo như ngày xưa nữa. Người kia một bò đầy gạo vẫn đói. Còn nó bao nhiêu rau, bao nhiêu đậu phụ nữa. Nó căng quá. Nhưng bây giờ mình ăn giảm xuống thì thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Bình thường lại.
đấy nó bình thường lại đây. Bây giờ khỏe đấy, nằm suốt ngày chứ không phải không đâu, chăm thuốc, chăm lái xe rồi phun cả lúa, phun dinh dưỡng chất cho lúa, chăm ruộng, chăm chiếc, nằm suốt, có cái gì đâu. Còn ở đây thì bệnh nhân thì hơn một năm nay thì chữa ở nhà có ngày 40 bệnh nhân, nhưng mà phục hồi cho họ. Nhưng mà sau gần một năm nay, năm ngoái, nửa năm năm ngoái ra ngoài kia, gần nửa năm năm ngoái ra ngoài kia thì làm ở hội đông y huyện đấy. Thì làm ở đấy nhưng mà sang đầu năm nay không về nữa. Là vì tất cả những người họ không cùng từ trường ấy, họ về họ lại chơi thịt lại. Mình chỉ đến với mình ấy, 15 ngày ấy, họ khỏi ngay là vì mình bảo họ ăn chay. Thì ăn chay thì nó khỏi ngay. Nhưng về nhà con cháu gia đình, vợ chồng, rồi cháu chắt nó gắp thịt cho phải ăn. Những người nào mà họ không còn quay lại nữa mà họ điện họ bảo tốt rồi chú ạ, à, cảm ơn chú. Thì những người đó họ bảo tôi bây giờ cũng phải tập các chú rồi. Ăn không ăn uống như vậy nữa. Họ có duyên. Thế mình mới bảo bây giờ thôi mình nguyện là từ nay là không có chữa cho những người không có duyên nữa. Phục hồi tuy rằng xương khớp là một này, bệnh ấy, tiền đình là hai này, huyết áp là ba, cao và thấp. Đấy. Xương khớp thì tất cả các loại, ví dụ là thoái hóa này, thoái hóa nhá, rồi đĩa đệm nhá, rồi đĩa đệm nhá, rồi là mỏ xương nhá, hoặc viêm khớp, sưng nóng đỏ đau nhá, phục hồi máy na da và máy chi đệm rất tốt, cái máy kia rất tốt. Vậy nên nhưng mà mỗi cái là bây giờ nếu mình chữa cho người ta ấy, khỏi về người ta lại ăn thì coi như mình vẫn là mang nghiệp ác. Trưởng lão nói chính xác đấy, đấy không phải sai đâu. Là vì tại sao những giáo sư đầu ngành mổ tim chết hàng nghìn ca tim mà vẫn chết vì nhồi máu ca tim? Đấy nó thuộc về cái nghiệp mà mình làm cho người ta khổ thì mình phải khổ. Là vì trong đấy thì người ta hy vọng mình chữa khỏi, nhưng mà người ta không theo quy trình của mình. Đến đây quy trình là một đây này, để cụ hiểu này. Đầu tiên là phải ăn sạch thì yêu cầu họ đấy. Hai là phải hỏi tâm tư, tình cảm, gia đình họ bị ức chế cái gì không. Già như cụ 80 rồi cũng còn có cái gì đấy, vẫn còn mối thù hận với ông xã. Vì ông xã chết rồi vẫn còn hận. Hận là ngày xưa có thể là ông ấy đi ngoài luồng tí, tức lắm, điên lắm, hay là ông ấy giấu mình cái gì đấy, giấu tiền, giấu nong, hoặc ông ấy đi ông cho người nọ người kia, hoặc ông ấy đi uống rượu chè cà phê cà pháo đi mọi thứ. Cái đấy là dân gian. Vậy nên là ra chữa 2 năm ra đây học đủ nghề, đủ con trạng thái con người, và biết bao nhiêu người họ lại tự dạy mình về cuộc sống. Họ khổ thế nào họ kể, khi đau đau lên họ kể hết. Thế mình nắm được cái đấy thì mình bắt mạch và mình chữa cho họ, phục hồi cho họ lại nhanh hơn nhiều. Nói thật với cô vậy. Vậy do đó là di cái gì các cụ kể thì các cụ thoải mái lắm, sướng lắm. Tôi không hiểu được, tôi không biết được, tôi cứ ôm hận từ ngày xưa. Bây giờ tôi đấy, ông bây giờ ông cứ vậy, tôi già rồi, ông bây giờ ông cứ reng phéng néng phéng đi nọ kia. Rồi bây giờ à, rồi đấy, trong gia đình cũng thế, có đứa con râu nó này, cái bộ phim con râu vợ chồng đấy, nó là nhân quả nhưng họ không biết. Nó về thì thôi, thời đại này nó ngủ thì muộn, mình dị sớm nó quen rồi, nó trương mắt lên và chồng nó chưa dậy, nó cũng chưa dậy luôn. Vì cái con râu ấy là nó cũng nợ thằng chồng, nó cùng từ trường nó về, nhưng nó có nợ mình, làm cho mình khổ vì nợ nó mới đến gieo. Cái từ trường nhân quả nó nằm trong một chùm nhân quả nghiệp ái cái sự cho nó, là một là nợ mình, hai nợ chồng nó, rồi nó lại về với nhau. Về với nhau thì nó lại phải làm khổ mình thôi. Ngứa mắt năm giờ mình dậy rồi, mình đã làm đầy đủ thứ rồi mà đi mua đồ mua đạc cho chúng nó ăn, rồi về có đứa nó không ăn, nó dẫn vợ chồng dẫn nhau đi ra phố nó ăn. Nói thật với cô như thế. Đây bà trẻ còn đang nằm giường nó, còn nó tát thế thì à, thế à? Những cái người đấy thì người nào cũng phải có một cái khó khăn ở trong gia đình. Đúng rồi. Đấy. Di cuộc sống này họ cũng kể cho con hết, vì con là thầy thuốc. Mà con lấy không chữa không mất tiền, họ nể lắm. Mà lại còn họ vào đây họ chữa này, thầy trò có mỗi 5.000 tiền đầu 2 người, 10.000 tiền đầu 3 người, còn làm 40 người. Chỉ có rau nhiều thôi, ăn. Đấy, nói thực về này, họ nể bảo như ông thầy ăn thế này thì đúng là chúng tôi phục sát đất, không còn có gì nữa. Tại sao họ đấy, ngày xưa làm đây thì ăn đây, còn khi mà ra đâu đông y thì họ không biết. Cái số mà làm ở đây họ biết được, họ về sống khác. Nhưng cái số ngoài kia họ không biết mình hoàn cảnh ăn, không cái thân giáo được, thì họ về là họ lại quay lại nhiều.
quay lại này, mình cũng hay nói câu chuyện như vừa rồi ấy, là tôi mong ước mọi người cùng từ trường ấy đến, rồi tự nhiên giới nó phòng hộ, họ không dám đến nữa, họ xấu hổ. Nó thật với cô như thế. Vậy nên là về cuộc sống bây giờ ấy, nó không như cái con râu thuộc thời chúng con ấy, 60 tuổi này mà mẹ là hai mà là hơn 80 rồi nhỉ, bà hơn 80 rồi không? Đấy, cái thời đấy nó khác. Cái thời bây giờ nó trẻ ba mấy, bây giờ hai mấy giờ nó về nó khác. Đúng, nó không còn 40 giờ lại đây là nó mất hết rồi. Mất U là 80 này, và U 70, 80 và U 90 và đến U 20 mất hết rồi. Mất hết tính năng của ta con người rồi. Do nó chỉ sống hưởng dục, năm dục thôi. Tiền bạc, danh lợi, sắc dục, ăn và ngủ. Nó đi lao động công chức về buổi chút chỉ mong ngày thứ bảy chủ nhật nó ngủ bù thôi. Bình minh của nó phải 9 giờ, xong nó dậy ăn, ăn xong rồi nhanh chóng ăn tí, xong bắt đầu trưa này ăn, 12 giờ gia đình ăn, chả nhẽ không ăn thì bố mẹ lại ăn. Nó hai bữa dồn một, no dồn đói ép. Ngày xưa bố mẹ, bố tôi bảo con phải ăn nó đúng giờ, với con ăn thế là ăn no dồn đói ép. Đấy, ông bố dạy như thế đấy. Thì bây giờ cuộc sống bây giờ như thế. Chỉ những người hiểu về nhân quả, đấy là mình nợ họ chứ không phải họ nợ mình đâu. Thế mình im với họ thì được, đúng không? May là cụ biết pháp đấy. Mới biết pháp biết đâu chưa? Cụ biết đâu chưa? Cụ biết pháp của thầy Thích Thông Nạc lâu chưa? Đi lâu rồi. Lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ cuộc sống gia đình có cái gì nữa? Mới biết thôi. À, mới biết thôi. Mà biết phải tránh pháp nhưng mà... Tôi thì chỉ có ba đứa con, hai đứa... Một đứa con trai 26 tuổi đi bộ đội về, xong rồi đi Hàn Quốc ấy. À. Thế xong rồi đi được 4 tháng, nó đánh bằng máy. Thế xong nó vết phổi nó tràn. Thế là về... Thì từ... Tràn dịch phổi là nó chết luôn này. À. Thế là... Nó có vợ chưa? 26 chưa có tự vợ. À, vậy. Đỡ khổ mình. Thế còn thì cái anh út ấy thì bây giờ 43 rồi. À, Bính Thân ấy. À, Bính... Thôi cứ biết là nó là hai mấy tuổi. Dạ, 43 tuổi, ừ, biết nó 43 tuổi đi. Ờ, Bính Thìn. Ừ. Về. Thế còn lấy cái gân râu là tân dậu. À, rồng bay 39, rồng tươi tốt, ngựa hí tư 10, ngựa đỏ hay, đoan ngũ trọng đông, hầu với khá là hùng với khá, năm trung lập nguyệt ngổ mùng thay. Nếu như mà cái người đẻ tuổi rồng ấy, về tháng 3 và tháng 9 là ngày thanh long hoàng đạo. Những ngày ấy là tháng đấy là tháng vua đi chơi. Thì những ngày là rồng bay được. Còn nếu mà rồng đất ấy, thì có chui ở dưới không? Nhưng mà đấy là sách của Trung Quốc. Thì mình đây nói cho nó vui vậy thôi. Chứ mình không tin, nhớ chưa? Nếu biết phát tránh là không tin. Nhưng mà chắc là có vấn đề, có gì đấy là không làm cho mẹ không vui đúng không? Không phải lòng đúng không? Thế con râu bao nhiêu tuổi? Năm nay 37, 38. Thế bây giờ nó sao, nó làm cái gì? Giờ đi bán gạo với lại ép dầu lạc ấy. Nghề thiện rồi. Ép dầu lạc thuê. Ừ. Vậy nhưng mà đối với mẹ không thèm hỏi mẹ. Ừ. Còn tôi thì tôi đi, về hưu rồi tôi ăn riêng. Vâng, không phụ thuộc. Không hỏi mẹ nữa. Bảo các cháu là không hỏi mẹ nữa. Nó sao đây vậy? Thế. Ừ. Nghiệp cháu bảo lấy nhân quả. Nhân quả rồi. Thế thì chồng nó sao? Hả? Chồng. Chồng nó có biết cái sự vụ như thế không? Thì nó cứ chồng về thì nó lại ấy, mà chồng đi vắng thì... Cái ông xã là tôi... À, khéo. Ông ấy hơn tôi 9 tuổi. Mà cái năm 2009 là ông mất 80 tuổi. À, thì... Ông cũng tốt. Hiền. Yeah. Ông cũng hiền đúng không? Ừ. Ngày xưa cũng chiều bà lắm đúng không? Ừ. Thế là đấy, hai vợ chồng cũng như quả. Nhưng không, cái thằng con trai là nó cũng ngoan. Nhưng nó nợ cái con sư tử Hà Đông phải chịu chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy. Mình phải chịu hết cỡ. Ngày... Nó nợ. Nhưng mà kỳ tình nó vẫn tốt với mình. Làm với cùng từ trường với mình. Còn con râu ấy, một kiếp nào đó tôi sẽ về làm râu bà. Tôi sẽ cho bà phải trả nợ lại tôi. Một kiếp nào nó nghiện như thế thì sao? Đúng không? Thì bây giờ phải im đi thôi. Làm sao được, đúng không? Nhưng mà nó có cái nghề thiện, một ngày nào đó nó sẽ quay lại. Mình tu là nó sẽ quay lại bà. Vì nó nghề thiện, chứ nó không phải cái nghề bán cá tôm. Đầy những người bố mẹ rất là tốt, tu theo nguyên thủy ngon mà con đọa ra nó đi bán cá tôm thịt thiết thôi. Đấy là nghề ác đúng không? Nhưng mà cái nghề nó bán gạo ấy là cái nghề thiện đấy bà. Đấy, ép dầu nàng là thiện. Nó thiện pháp, nó hy vọng một ngày nào nó sẽ quay lại. Còn không, mình cứ xác định nó nợ đấy thì cái tâm mình nó an. Nợ nó an kệ nó, đúng không? Cứ vui đời, cứ vui, có việc gì đâu. Cứ
đúng không? Đấy, đây là mình trả quả thì nó phải chịu chứ. Có nghĩa là Đức Phật dạy người ta tung bụi trước gió. Vậy. Có nghĩa là người ta tung mà mình không đỡ ấy, thì nó quả nắc mà nắc sang bên họ mà mình không nhận ấy, sang bên mình nhận thì nó phải đập vào mặt nó gì nữa. Đúng không? Mà bụi nó tung trước gió thì nó phải bay vào mặt nó nhá. Dài nhất bây giờ ấy là chửi người. Mà người ta không nghe, người ta vẫn không sân hận ấy, người ta không thèm nói ấy, thì cái đấy là quả mình lại phải nhận. Đó là nhân quả mà. Vậy thì con râu nhiều người lắm. Hầu như các bà đến là nói chuyện con về cái vấn đề này, nên con biết về phụ nữ rồi, con biết quá nhiều về phụ nữ, con kể sâu hơn rất nhiều. Gì cũng kể đến con cái, gì cũng kể đến bản thân mình, kể cả bệnh tật hay cuộc sống gia đình. Vậy nên con quá hiểu về, nói thuộc là hơn 2 năm con rất hiểu, còn hiểu hơn về tâm lý của con người. Vì mình cũng giữ gìn, mình tu nên mình nhớ, mình cũng biết được cái pháp Phật. Có tránh chi kiến thì mình phân tích từng nỗi khổ của con người, con rất là hiểu về cái đấy. Vậy nên là một số người, các em, các cháu nó về đây, chúng nó không có biết gì đâu. Về cuộc sống chả biết gì cả, chỉ biết được có tâm theo Phật thôi. Nhưng phải dạy nó từ cái quét, cầm cái chổi nào quét. Dạy quét thế nào, đi ra quét thì nó có con kiến kia phải xin nó trước. Còn con kiến thì nó là cái việc của nó. Cũng như thầy bảo, nó con sâu nó phá hại mồ màng đến mình thì mình nhân quả nó phải chịu chứ. Còn mình phun nó, mình báo cho nó 2-3 ngày trước nó không chạy thì mình phun nó phải chết chứ làm sao được nữa. Đúng không? Thế dạy nó như thế thì cái lòng từ của mình nó cao. Khi bước xuống giường thì thầy dạy này, thầy thông lạc ấy, dạy vào các con khi bước xuống giường các con phải tắc ý. Các chúng sinh ở dưới nhân tôi cho tranh tôi đi, vì chưa quét nhà mà. Mà thấy nhiều kiến nó quét rồi đi. Đấy thì coi như là còn tha nó, thì đấy là lòng từ của mình lên chứ. Nó chết thì nó theo nghiệp của nó, nhưng nó mượn cái bàn chân của mình nó chết ý, mà mình không có nói với nó nhắc trước ấy, thì mình vẫn vô minh. Đấy, tu nó như thế thì tự nhiên nó tăng trưởng thì cụ. Không có gì cả khác cả. Tu là sửa những cái để tăng cái lòng từ bi lên, lòng từ là lòng thương yêu và lòng bi là lòng thương xót. Thì nhìn thấy người ta ra chợ để mua, thấy con gà nó giết cắt cổ nó đau, mình thương nó, bảo nó thôi mong một ngày nào đó cô bỏ nghề đi, cô chuyển nghề không khổ đấy, chỉ nói trong đầu thôi, thì cái tâm của mình nó khác hẳn. Nó nhận biết tu đấy, không hiểu tu giữa chợ là như thế. Thầy dặn là tu giữa chợ là như thế. Khi mình ra mua đồ nhưng mình không mua cái đồ đấy, nhưng mình thấy cái nó khoạch phạch thành con gà, nó cắt cổ mình nhắc cho nó con gà thôi, mình nhắc nó vì nó có duyên với nó mới gặp mình. Hay là cúng dường đúng chánh pháp, bố thí, gọi là phóng sinh ấy. Mình đi qua mà thấy nó mua lên, mà nếu mình thương thật con vật ấy, nó nhảy bắt bắt cái con kia cho tớ nào, bắt mua tớ nó bán, mình cầm đi một chỗ khác mình vứt xuống, nó không xấu hổ, mình không xấu hổ, nó lại bảo cái bãi hâm, ông ấy hâm. Nhưng kỳ tình là nó có duyên mình, nó muốn mình cứu, nhưng mình không cứu. Thôi thì nó nhìn thấy mà mình không săn, không thấy thật, tim mình thổn thức, không thấy có cái gì là cái ấy thì mình thôi. Nhưng mà mình thấy này, xót quá, thương quá thì mong nó là thôi cố gắng đừng có kiếp sau nằm con động vật, lại ăn động vật. Cá này phải ăn tôm mà, ăn tép thì bây giờ phải chấp nhận thôi. Còn mình có duyên nó cứ thấy nó nhảy mà thằng kia nó không bắt mãi mà nó cứ nhảy ra ngoài, mà nó cứ nhảy trên đấy thì mình có điều kiện thì mua. Đấy là phóng sinh. Còn quý thầy với quý Phật tử giờ đi chợ ấy, mua tôm, mua cá, mua vạng, mua ngao này, mua cái con ngao biển bà có biết không? Cả. Nó sống ở biển mà mang lên Hà Nội mà thả thì nó sống nước ngọt nó chết mẹ nó hết chứ còn được sao nữa, đúng không? Vô minh, không hiểu. Mang môi trường này đến môi trường nói, chưa nói là cái nước nợ nó chết nữa, đúng không? Nhiều người năm, nhiều người không có hiểu ý phóng sinh. Phóng sinh không phải, không đúng. Phóng sinh là mình phải đi qua người ta câu cá, người ta cất cá, mình mua cái đấy xong mình cất vào mang đi chỗ khác thả xuống sông. Thả chỗ đấy thì con ấy nó ham ăn quá, nó lại vào nó ăn tiếp. Rồi thằng câu nó này nó thấy vậy nó này câu tiếp. Đúng không? Đấy là như thế. Nếu mà mình mua ấy, mà phóng sinh ở chợ thì mình là tiếp tay cho nghề, nó đi nó bắt cá, bắt tôm, bắt chim, bắt sẻ để mình bán, thế đâu có phải vậy đâu. Phóng sinh là khi nghe con què, con nghe con ngoé nó kêu rất rủi mình tiếng thiết thanh, mình ra mình chạy chắc chắn con rắn nó bắt rồi. Ra cầm que ra đậy đuổi bắt con rắn, nhả là mới một con rắn nó mới cắn một cái chân nữa thì mình đấy là nó còn bị thương, nó còn sống. Đấy là mình phóng sinh. Còn phóng sinh nhất là mình ăn chay thì mình biết rồi. Còn đi chùa mà còn ăn thịt mới có 10 ngày với 3 ngày với 2 ngày 6 ngày, đấy là người vô minh, đúng không?
đúng không? Không được nha. Đấy. Tôi thì từ 30 năm ăn chay. Ồ, 30 năm rồi. Ôi trời, quý thế. Đấy. Vậy nhưng mà chỉ nghĩ được thật. Mà từ khi thật mà... ăn chay nó mới thật. Này. Tôi từ tuổi nhỏ là không gà quế không nuôi được. Có nuôi được mấy con thì nó bắt trộm hết. À. Không bao giờ. Nó bắt trộm chẳng ngoan là nó không là nghiệp điều từ thiện thì không cho mình nuôi đấy. Đây. Nuôi lại phải ăn. Ừ. Rồi con cái nó ăn. Đây là phước lớn đây. Thế. Cô nói đấy là cái nạ ao của con 4 5 năm 5 6 năm nay con không có nuôi đâu. Cá của sông nó vào cứ 1 năm con tát ra một bao. Bạn ấy có rói to những cái chày ra thả họ bảo mễ kêu người hầm. Xin con không cho. Ừ. Mà mình cho nó thì coi quá mình tiếp tay à. Mà mình đây mình cũng nó chỉ có ví dụ rửa cái bát cái đĩa ở kia này, cái nước đổ xuống hoặc là phân vi sinh nó ăn này nó lớn để cho nó trong thôi. Chứ không có làm gì cả, nước ra vào suốt mà. Thế mà nó ao, ra vào. Ao nhà cháu nhiều hay cháu cho lại cứ ấy dám hay cháu bờ mấy tung lại nó đi. Ngày cứ đi ra ruộng thì nó lại chết. Không thì mình cứ để coi nó ra nó vào, nếu mà cứ để thì nó lại lại cứ kệ nó ra nó vào thôi. Tốt nhất chứ mình chẳng có điều kiện tát mà chẳng có điều kiện vang vất đi rồi họ này nhiều. Đấy, cứ để mở nó cho nó ra vào kệ. Rồi nó ra số con nào mà tao nuôi mày trước khi nhắc nói. Mày ở đây mày ăn cái ao này mày hưởng cái phần nước của chúng tớ phải trả thuế cho cậu. Thuế ao mình vẫn phải thuế. Mình nhắc với nó. Thế là nó cái từ trường của mình ấy, mình thương nó. Còn nó ra ngoài kia mà cái số nhân quả nó bị đánh thì nó phải chịu. Nó chết nó phải chịu, còn đây là mình phóng sinh rồi. Đây nhà cháu lại ra ruộng. Ra ruộng kệ nó, phóng sinh, coi như mình phóng sinh đấy. Mình đào cái đám nó để nó thông ra, nó phóng sinh cho nó đây. Còn nó, con nào nó ra, con nào nó ở thì nó có duyên mình nó ở đấy. Mà không có nó phải ra ngoài nó không trốn chạy được, nhân quả nó chịu, nó phải chịu. Nhưng mình xẻ ra được cái dáng màu là coi như là mình phóng sinh rồi đấy. Nhiều người không biết. Không biết làm sao được. Không biết. Để là các người... con cháu đến là cứ trí điện với chi ấy. Đấy, trí điện làm chuyện điện thì chết hết cả. Đấy. Họ vô minh họ mới khổ vậy. Mà trước đây ấy. Đấy hôm rồi ở trong mùng 29 ở trong kia có người đánh ông cá mè 3 cân. Từ xưa giờ chưa nhìn thấy con gà. Lâu lắm thì không có. Họ ăn hoan hỉ vỗ tay vỗ chân ăn hoan hỉ nắm bia rượu chúc nhau đủ thứ mình ngồi trên mâm cơm chay họ làm cho. Có một mình coi nghĩ lòng thương. Và ông bảo con vật, thôi, cố gắng đi, kiếp này mình làm người mà tu, giải thoát. Làm người không biết lại ăn thịt chúng sinh, lại chết. Nên là họ phải trả giá thôi, họ làm cá mè là chắc rồi. Bằng ấy người, mấy chục người ăn cá mè, làm cá mè là chắc rồi. Nhưng mình nói ra thì là người ta phải bán mình. Thôi không nói nữa, làm cho nó vui vẻ cho họ ăn đi. Vì họ biết quá mình rồi. Biết mình chục năm mình không ăn rồi. Nhưng mà thương, nói thì họ không hiểu. Người ta nói là người muốn nghe pháp mà mình không nói là mất người. Còn người mình nói mà họ không nghe là mất cái lời của mình nói. Đức Phật dạy. Nên là chọn người. Ngày xưa Đức Phật nói là khi họ đến cầu pháp quỳ xuống lạy pháp ta mới nói chứ không phải ta mang pháp bán rông. Phật nói thế mà. Thế nhưng mà bây giờ này người ta cứ đi người ta nói lung tung là nói chưa đủ điều kiện để nói mà mình không giữ giới được ấy thì mình cũng gọi là nó vẹt nó khó. Trừ trường hợp mình đã giữ được cái gì thì mình có nói lên để khuyến cáo khuyến khích để động viên cho người ta quay lại để cho cái chánh pháp nó được trường tồn. Đấy Đức Phật dạy vậy chứ không phải thế đâu. Bây giờ mà đọc pháp họ không nghe mình đâu. Không nghe, nó nghe đâu. Bây giờ mình đi ngược lại với đời sống của họ thì sao họ lại nghe mình? Là vì đi theo nghe mình họ phải biết xấu hổ. Ai biết xấu hổ? Mình cũng thế này, kia mình không biết nó tài thật. Nó lại ăn được một bữa, nó ăn chay cá thịt tôm đầy đấy, nên là đầy đủ đi đám cưới to như thế này mừng đến 1 triệu, thế mà nó chỉ ăn có mỗi tí muối với tí na thơm với quả cam với cơm không ăn mấy bát luôn. Nó bị tăng nồng giảm tiết canh vài chưa. Cái người nguyên thủy của mình tu ấy đến cái kiểu gì ăn cũng được, cái gì ăn? Có gì ăn nhưng nó sạch là ăn được.
Còn không cần những thứ kia mình cứ quán khổ, quán bất tịnh thì nó chả thèm luôn. Nhưng mà hay nhất ấy, mà mọi người mà tập ăn được ngày một bữa ấy, ăn cái gì nó cũng ngon. Mà người mà khéo nữa ấy, bà hiểu chưa? Phải trong mâm cơm cái thứ không ngon phải ăn trước. Khi nó no rồi bao giờ thì nó cũng bứa bứa cái nước miệng ra ấy, không muốn chét vào nữa ấy. Thế thì cái ngon mình ăn vào. Nhưng mà các cụ nói ngày xưa ấy, là ngược lại. Mình đi tu với đời ngược lại mà, miếng ngon chớ để đâu, đúng không? Đúng không? Đấy, nhưng mà mình bây giờ miếng ngon phải để sau. Nếu mình ăn trước ấy, cái mồm nó hư rồi, ăn thứ hai nó chán ngay, là mình không đủ sức khỏe. Đấy, kinh nghiệm những con như thế. Ngày xưa ấy, con đi nói chuyện với cách đây hơn chục năm ấy, chưa biết pháp nhá, chưa biết pháp Phật luôn ấy, chưa phải là chánh pháp đâu. Đi tiếp, đi làm kinh tế ở Quảng Ninh ấy, tiếp các lãnh đạo, các cái ban ngành họ giúp mình, nhiều khi cũng phải xã giao, mời họ đi ăn, tất nhiên mình phải chi rồi, chứ họ làm gì công chức có tiền đâu. Thế khi đi ăn ấy, thì hỏi họ ăn gì, thì họ bảo ông thì thích nọ ông kia, và thôi vậy mỗi một tí. Thế mình làm tăng cường rau à. Nhưng bây giờ nói thật, nói chưa ăn chay, vẫn còn ăn mà. Nhưng mà có cái con cá búng bớp ấy ở biển ấy, nấu với cái nan nốt ấy, ăn ngon lắm. Mỗi một con nó to vậy mà ăn là nó no rồi. Thế nhưng mà mình thấy cả cái con nó dần này, nó nằm đơn nó luôn đấy, ở bát ấy, nó cái thủy đấy, ngon. Thế những người kia họ ăn khen ngon, bảo ông chưa ăn này, vừa bảo ôi hôm nay tôi mới được ăn, anh ăn cái bát này cho em đi, nói em ăn quá nhiều đấy rồi. Ông bảo thật á? Ôi rồi ôi, tôi ra đây mấy chục năm làm ở Quảng Ninh này, tôi ăn quá nhiều cá bớp này luôn rồi. Thế người ta tham ăn, người ta ăn luôn. Nhưng kỳ tình mình không nợ cá bớp nữa, đúng không? Bây giờ nhưng mà chưa biết pháp vật mà. Thế mà đây vậy? Đã biết rồi đấy. Là vì này, bây giờ chỉ nghĩ là miệng nhìn miệng đãi khách thôi. Bố dặn các con ơi, nay có khách, các con cứ từ từ, có các con ăn để cho khách ăn, để các con ăn. Thì mình cứ nhớ ngày xưa ấy, cứ đãi khách rồi cứ phải một mâm riêng trên ấy, còn dưới nhiều đứa nó không biết, nó cứ vành quẹn lên cái chỗ ông khách ấy. Đấy là ông bố nhắc, đúng không? Đấy là bố mình dạy từ ngày đấy. Nên là thôi bố mẹ con cứ ăn ở dưới bếp ấy. Thế còn đãi khách thì là ăn ở trên cho công, uống rượu kệ công ấy. Nên là mình học được cái đấy, nhịn miệng đãi khách. Nhưng kỳ tình bây giờ mình chưa biết ăn là dục, ăn là chết. Nên là mình vẫn cứ đãi người ta thôi, biết đâu vẫn cứ đãi tiền mình bỏ ra này mua có con đang sống quay ngoảy, nó đập một nhát một khát nó chết luôn, nó ăn cả thịt đút rừng nữa chứ. Bây giờ mới thấy sám hổ, sám hối, mới biết khổ, biết thương nó chứ. Chỉ ước nguyện cho thôi một kiếp này đó, kiếp nào đó những cái con mà tôi mà phải đãi khách ấy, những con tôi đã ăn rồi, thôi cố gắng làm người, chưa làm người phấn đấu làm người đi, hoặc làm người rồi đến với chúng tôi để tu, cùng nhau giải thoát khỏi khổ. Con người mà không có biết cách để tu ấy thì khổ. Tu có cái gì khó đâu, tập ăn tập ngủ có thế rồi, với ngồi nhắc tâm. Cháu không thiện xảo được cái nhắc tâm. Nhắc tâm thì nó phải chánh niệm tỉnh giác thì nó mới nhắc được nó chứ. Thiện xảo được cái khi mà nó ra cái gì đấy thì là nhớ trong đầu ấy, con râu nó đang cãi nhau nhá, nó cãi mình, nhớ nó tức ngay phải bảo tâm bất động thành thản hà nào của sự, nói nguồn cái câu đấy. Thứ hai là tao biết tao nợ mày rồi, thôi đừng có ra khỏi đầu tao nữa. Cô thì nó cứ, mất dần. Cô thì cứ nói thế này, mặc trốn thần gian tu lấy thân, mượn trốn thần gian tu lấy thân, mặc trong muôn sự cánh trần vần, thanh bạch tự lòng không vướng bận. Nó dài quá. Cái câu ngày xưa các cụ nói đấy, Phật dạy, nhưng mà nó dài quá, cái đầu nó không nhớ. 4-5 câu thơ thế, cái đầu sợ cái tâm nó không nhớ. Thế nó đâu, cứ kệ nó, thưa nhân quả. Đây là nhân quả. Tao nợ mày thì tao mày cứ chửi. Tao mong mày đừng có chửi rồi lại nghiệp với con ạ. Nói vậy. Điếc. Ừ. Chửi. Không nghe. À cười điếc. Ờ may là nó điếc ấy. Ờ đâu rồi. Cái người điếc ấy là cái người sống đầu lắm. Mà người điếc người ta không bị ô nhiễm. Không nghe đấy. Độc cư là phải độc bộ độc hành. Im lặng là thánh. Mà nó cứ chửi mình không biết thì coi nhà điếc luôn gì nữa. Mà cái một cái pháp mà để nghe thấy tiếng nó chửi, mà đúng chửi mình mặt nó sân sân đỏ lên cái thì mày chửi mẹ thì mày như chửi mẹ mày ở nhà ấy. Chửi bố chửi mẹ mày, chửi ông chửi bà mày, thế cái đầu mình nó không sân. Đúng rồi.
cái pháp đấy là pháp độc chiều. Mình nói này mày, con chửi mẹ thì coi như là con chửi mẹ con ở nhà, mẹ bố mẹ con là sinh công sinh thành, còn về đây chẳng qua là con ở đợ ở nhà này với con nhà con thôi, chứ đâu có phải là mẹ sinh ra con, nhưng mà mẹ vẫn thương con. Con gái là con của người ta, con râu chính thực mẹ cha mua về, mẹ thương như con, như con đẻ của mẹ. Sao con mẹ nỡ đồng nào con lại nói với mẹ như thế? Mình nói trong tâm mình ấy, tự nhiên nó giải thoát đấy bạn. Nói tâm mình nó giải thoát ra, mình thương yêu hơn mà, thương như con gái. Nhưng mà tại sao con lại chửi mẹ, con lại đối xử với mẹ như thế? Mẹ con lại nói với con là không được đến với mẹ như thế. Làm sao đó con khổ, vì mẹ thương con như con đẻ. Mà sao lại con lại đối xử như mẹ như thế? Nếu như kiếp trước mẹ con nợ con rồi thì thôi, kiếp này tha cho mẹ, thì mẹ không có chấp con đâu, thì con lại nợ đấy, sân nên là con nợ đấy. Nói thế, cái tâm mình nó sáng ngày. Tâm nói mà gì, cái từ trường thiện mình hướng cho nó, một ngày nào đó nó sẽ quay lại. Vì nó cái nghề nó không phải là nghề ác. Còn cái con mà đi bán cá bán tôm nhá, mà mình có nói vậy, có nói nữa thì đầu nó vô mình, nó vẫn bị cá tôm, sau nó nằm cá tôm rồi, mình có nói thế còn chán. Một kiếp làm người, vạn kiếp làm chúng sinh đây bà. Đấy, nói thật đấy bà, như thế đủ chính ý kiến để nói cho mọi người không thể cãi được. Là vì con có bao nhiêu năm kinh nghiệm ra ngoài này, bệnh nhân nói gì họ nói hết, và rồi học theo chánh pháp theo thầy, chịu khó nghe, chúng con có đủ điều kiện để nói rằng là nhân quả nó sẽ vận hành rất khéo nếu như mình không biết cách, mình khó. Chứ bây giờ bà kệ nó thì thôi kệ. Mà may đúng không ạ, chính đấy, ông trời ông ấy dạy cho bà trước khi mà chưa biết pháp đấy, điếc khỏi nghe. Còn nay mai sang đây chú Châu may quá đấy, nếu đủ duyên đấy, tập ăn tập ngủ xong lại phục hồi nghe, thì bây giờ mình thông hiểu rồi. Thôi mặc vương, mày muốn cãi sao, mày muốn chửi sao nữa, tao biết rồi, tao cứ hốt nghe được người khác mà tao nghe được pháp với phải Phật dạy là được, đúng không? Đấy, cái đấy là cái quý nhất đấy. Sang bên chú Châu là không có nó, cho nên là đi một đàng một sàng khôn. À vâng vâng. Hôm nọ có thầy, một ông thầy ở Bạc Liêu chữa 40 năm đấy, chắc ông hứa là ông sắp ra, ông mới về là ở gần đây 2 tháng. Ông bảo có những cái tôi hơn anh mấy chục tuổi, nhưng tôi phải phục anh, phục thầy. Vì thầy thực tập, thầy biết cách thực tập, thầy chỉ ra con đường nó đi như này, đi này là đúng rồi, nó đúng như thế. Là vì mình đi bên cạnh thầy tu. Nên Đức Phật nói này, 5 điều có gặp đấy. Một là phải gặp được cùng sinh ra cùng thời Đức Phật. Mình có biết đâu là mình có được sinh ra cùng thời Đức Phật đâu, mình tu đâu mình có tâm minh mà biết được, đúng không? Lại được nghe chánh pháp của Đức Phật, phải biết được, phải có duyên để nghe được chánh pháp cơ, nhận được chánh pháp cơ. Nhưng thứ ba nữa là phải gì, nghe được người giảng giải chánh pháp. Thứ bốn nữa là gì, phải cùng tu với người đang tu chánh pháp. Thứ năm là phải gì, biết pháp, vận dụng pháp khéo để thực hành pháp. Cái đấy là cái mà cái khéo, ví dụ này mình phải tránh định điểm lạc đấy, mình phải hiểu rõ về 12 nhân duyên. Chú ơi, cái nạn tai này cũng, nếu mà bệnh tận gốc là cũng do nhân quả. Nhân quả chứ. Phật pháp không tin. Vâng. Là vì ngày xưa cứ đi lạy A Di Đà lắm, ông Di Đà điếc cho điếc luôn đấy. Đúng rồi. Là vì nó cứ ù tai mà. Một kiếp nào đó đấy. Ừ. Còn may quá là cô lại nhận được chánh pháp lần này, cô lại biết được đấy. Nhưng chỉ đọc thôi, mắt sáng đúng không? Mắt còn đọc được. Mắt đọc được. Nhưng bây giờ phải nghe thời đại mắt đọc mắt kém 80 tuổi rồi. Thì nó hay bị tiết lệ, nó hay bị nhèm chảy mắt ra, đúng không? Thế nhưng bây giờ phải phục hồi cái tai đấy. Xong để mà nghe cái đài mà chứng não dạy, mọi người dạy, thầy dạy. Đấy. Đấy. Thì sang đây là con cái nó có biết không? Không. Không biết à? Không, không biết, bây giờ nó không quan tâm gì mình đâu mà. Mình đi đâu rồi, cho mình đi đâu mà. Mỗi mình okay. Cô mà, mỗi ăn cái gì? Xuống nhà chó hàng tuần đấy rồi. À đi không đi đi Bình, cứ đi đi ở thành phố Thái Bình. Mình nó là không phụ thuộc vào nó, lương tháng 3 triệu. À thế là lương cao. Ngày xưa cô làm nghề gì, làm thủ gì quỹ, cơ quan thủ kho thủ quỹ rồi kiến thiết cơ bản. Hả? của cơ quan, công ty lao động, của cơ quan à, của ty lao động. À, sở lao động ngày xưa đấy. Nhưng ngày xưa là các cụ không dám lấy đồ kho, không dám lấy đồng nào, không dám lấy cái gì, không tham, không tham gì. Ngày xưa kho không tham, có những cái gì mặt hàng gì? Hả? Ngày xưa có những mặt hàng gì ở ty lao động, có những mặt hàng gì? Là chỉ có thể là quản lý
tiền bạc các thứ. Ừ. Rồi kiến thiết cơ bản. Ừ. Đúng rồi, ở sở lao động mà không nếu quản lý giàu lắm. Này, như là một người công an lúc nào cũng theo dõi mình. Không đấy, vậy mà. Đấy, một cái chú mà 51 tuổi chuẩn bị ra đây ngoài xuất gia đấy. Chú ấy nói chuyện này. Em 20 năm mấy năm em làm cảnh sát hình sự. Tiền họ mang đến nhiều lắm. Nhưng em không dám lấy. Này. Em nghèo quá, vợ nó phải bỏ đi lấy thằng Việt Kiều. Bây giờ là chia tay nhau 10 năm này gặp được thầy thông nạc nữa. Em mới biết được con đường em đi. Em thực hành đến nay là em đủ nhân duyên để em ra. Đấy, nó như thế. Nếu như mà vi phạm rồi không bao giờ đến được từ trường lành đâu. Nếu người đã đục bẩn rồi thì không bao giờ gặp được pháp. Rất khó lắm. Nhưng người gặp pháp mà không giữ được pháp mất là nhiều. Mất hết. Bác Hồ nói câu này: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau đi giữ nước. Vậy bây giờ Phật ông đã dựng nước rồi, dựng cho cái nước ở trong tâm, cái chùa trong tâm mình rồi. Rồi được thầy thông nạp, thầy đã dựng lại rồi. Là vì nó đánh mất lâu rồi. Xã hội hóa nó đánh mất lâu quá rồi. Các quan thái nó khỏe, nó nên nó để phải cái chánh pháp lâu rồi. Bây dựng chỉ cái con đường cho mình đi rồi. Nhưng mình không giữ lấy bản thân mình thì tự mình hỏng. 20-30 năm về vào trong trưởng não tu, bây giờ về cũng ăn uống phi thời, ngủ lung tung cả. Cứ bảo độc cư, độc bộ, độc hành. Thầy nói chuyện thế này: các con đồ phải ra cái ngôi nhà sinh tử đó, là vì ở chính cái gian đấy là cái gian lúc con còn trẻ, thì các con phải có gì? Ô nhiễm. Mà cái ô nhiễm đó ấy, lúc trẻ thì mới cưới vợ cưới chồng thì nó phải ô nhiễm còn gì nữa. Thì coi như là từ trường ác nó đầy, từ trường thiện nó có ít, thì các con ngủ nó mơ nạp hái. Tưởng quẩn nó luôn luôn là tạo cơ hội đủ nhân duyên để nó nhảy ra. Thì tại sao cứ ngủ ở cái gian phòng mà vợ chồng hú hí đấy thì rào bảo sao nó chả đêm nó mơ đủ thứ, làm sao mà cai được dùng. Nó khó là khó ở cái đấy. Đấy, cháu lại kể chú mấy hôm nay. Cháu bảo tưởng ông Phạm ấy, ông bảo là ai, cháu bảo ông bảo nó lâu rồi mà ai biết là bảo ông ấy, ông đi chữa được. Thế ông cháu mới tưởng là ông ấy bấm lại như chú Cương. Thế cháu mới bảo ông ấy xuống thì ông lại đục lưỡi dùng cái chú ạ. À ông ấy ông ấy tám tám mấy tuổi, ông ấy tám mấy tuổi, ông bảo là phương pháp ấy là kích thích thần kinh, là kích thích gì là nó chữa được cái đấy thôi. Không phải thế, không phải. Nên là cháu bảo ông ấy bên đấy đã nhiều người như thế rồi, sang bên này cũng thế, cái bản thân ông thế là nhiều người kêu lắm. Cháu thì bảo sao thế mà vậy đấy, thầy thuốc đấy, nhưng bà mà bà này bảo chứ chữa bệnh thì phải chịu vậy chứ. Không phải. Bây giờ tuổi cao rồi, hơn nữa là tiền bạc, danh lợi, sắc dục, ăn và ngủ năm cái nó đánh chết con người. Anh chữa bệnh mà anh lại gợi dục người ta thì nó sắc dục người ta thì nó chết rồi còn gì nữa. Thế bản thân người cũng chết mà người bệnh chết mà bản thân thầy thuốc cũng chết. Thế cho nên là ông ấy bảo phương pháp chữa bằng kích thích thần kinh nên là nó vậy. Tôi nhá, 3 tháng cái mạng mỡ này nó đau, thế là ông cho thì ông đắp thuốc cho ông thì còn đắp thuốc không mà ông ấy có cái kinh như của chú Cương á, nhưng mà ông lại cứ kích thích cái hội âm á chú. Để cho nó kích dục lên. Ông ấy bảo vậy, nhưng chú ta có kể vậy, nhưng sao bảo không biết sao vậy. Mấy ông ấy, mấy người còn nói là đi chữa bệnh cho người ta thần kinh thì đâu có phải cứ đánh huyệt rồi đánh ở ngực người ta. Phụ nữ đúng rồi đấy, thì làm sao mà được. Rồi này cứ phát mông người ta, cứ bấm mông nó dày thế, đâu có huyệt nhiều đâu. Huyệt nó phải ở mặt, ở tay, ở chân, chứ ở mông con gái đàn bà làm gì có không có huyệt lắm đâu. Vậy mà thịt dày thế mà anh cứ thích mông rồi kích thích ngực người ta vậy. Nhiều ông thầy như thế đấy, giả mà chính ông ấy là nhiều người nói với tôi như thế. Cháu bảo không biết sao mà mình cũng không. Cháu về sau đêm chú ấy cho làm chú nghĩ, cháu bảo hai này, cháu tự cháu bảo ông đến mà ông ấy lại bây giờ bà đã giữ được mấy chục năm nay rồi, bà bảo là ông chồng không bao giờ ngó đấy mấy chục năm,
Vậy mà bây giờ lại người ta phờ bỏ mình xong rồi ấy, cháu nghĩ là cháu tao ý mà cháu không ngủ được. Ừ. Đấy, là người khác đã tức lên rồi, đã ực lên rồi. Thế cái này này, mình biết là gì? Cậu không biết. Thế bây giờ nhá, ở chỗ, bà bạn là tôi đâu này, cũng ăn chay mà không biết thế nào, áp huyết cao, mà với lại tiểu đường. Ăn chay mà chắc là mấy cái nó bị đường nó hư từ lâu rồi. Cái đường nó đã hư rồi thì khó chữa lắm, lâu lắm nó mới thành nê. Trước ăn mặn, ăn mặn ấy, cái tiểu đường ấy, và ăn nhiều bánh ngọt ấy là nó bị đường lâu rồi. Đấy. Nó lâu rồi. Thế nhưng mà trước đây ăn chay, nhưng mà chỉ có ăn chuối nhiều nó ngọt. Thế bây giờ nó mới... Không, trong cơ thể không phải chỉ có ngọt không, còn nhiều thứ khác nữa. Nên anh không giữ được, không phải ăn chay mà lại không có tiểu đường. Không phải ăn chay mà lại không có mỡ máu. Không phải ăn chay mà lại không bị huyết áp. Cơ quan nó là một tổng hành dinh, đầy đủ các cơ quan có liên kết với nhau. Hỏng cái nọ hư cái kia, đều hỏng hư hết. Vậy không bảo cho tôi ăn uống, tôi giữ gìn như thế mà tôi vẫn tiểu đường, tôi vẫn huyết áp. Xuất phát nó một là do nghiệp, do mình, do nghiệp của mình từ xưa mình, bây giờ phải chịu cái án nhân quả này. Cái án tiểu đường ấy, huyết áp ấy là cái án, bà hiểu chưa? Nó là cái gì? Dựa cột ở đấy, từ thần. Chỉ có chờ ngày phán xét thôi. Nhưng người ta biết quay lại, người ta biết pháp Phật, ta biết quay lại, biết ăn uống giữ gìn lại, người ta kéo dài. Chứ còn nó nằm trong sổ thiên đàng rồi. Đúng rồi. Phục hồi đường cực kỳ khó luôn. Phục hồi huyết áp cũng cực khó luôn. Nếu anh không đúng cái liều ăn uống ấy. Nên cái ông thầy chữa bệnh ấy, là ông thầy ông phải ni dục. Ông phải ni dục bằng này thứ này: tiền bạc, danh lợi, sắc dục, ăn và ngủ. Năm cái ông phải ni. Thì ông cũng được. Ông bỏ một trong tham, một trong năm thứ đấy, ông cũng không nhìn ra được bệnh tật để mà ông chữa. Ông có chữa chẳng qua chỉ là để cho nhanh khỏi, để rồi nó lại bị thôi. Chỉ có pháp Phật ấy thì mới chữa được lâu dài và hiệu quả. Ông Phật cũng nói này, tất cả các cái bệnh, các cái pháp ấy, Đông y, Tây y, dược y, xoa bóp, bấm huyệt, diện trần, tác động đều chỉ là tạm thời tẩy rửa các chất độc trong cơ thể, thông mạch. Còn muốn chữ được lâu dài chỉ có pháp Phật. Đúng không? Chỉ có pháp Phật, có nghĩa là anh thấy lời Phật dạy, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ thì cơ thể nó thành nếp rồi, làm gì nó vào nó tác động mình nữa. Chân thì đấy, ngày đấy bà biết vào, con chúng con làm cỏ vườn, chúng con có đi dép đâu, 9 giờ ngủ, 10 giờ 9 giờ đi rửa chân tay, hay là rửa sớm thì vào trong nhà đi vậy thôi. Non sân lúc nào cũng phải dội sạch sẽ vậy, toàn đi vậy, nhà cửa vậy, trong là nó sạch. Chỉ có đi trên đất, chân đất thôi, đúng rồi, chân đất thôi là nó khỏe, huyết áp nó không bao giờ nó sợ, nó lại giữ này. Đi cái này nó mít rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đây thì cứ ra vào dép cuốc. Vậy nên là con cứ sáng ra con đi bộ để cho họ học thôi. Chứ mình cần gì đâu ngồi tập 21 pháp này hết luôn, cần gì nóng đỏ luôn. Thế nhưng mà đi bộ cái đường nhựa này, cái đường nó mới đổ nó toàn đá, bọn nó mà chạy bọn nó mọc. Thì đi trên đất là cha kia nó chạy mà cái chân nó không sợ đau. Như cô mình nó trai quá rồi. Với cái thằng Nhật Bản ấy, nó tuyển người nhé. Thằng Nhật Bản nó tuyển, bây giờ nó đến nó không cần khám cái gì, chúng mày khám đầu hồ sơ kệ cho mày. Nó xem mỗi bàn tay. Bàn tay mà có chai tay thì con người nó không bị lười. Nó nhìn mỗi tay bàn tay. Bàn tay bàn chân, nếu nhìn có đứa nó kỹ nhìn bàn chân mà không nhìn mỗi bàn tay. Mà cái tay là nó luôn làm. Mà cái tay mà không có chai này, tay là lười. Vậy thì con yếu ớt. Mà đi khám mà trượt nhiều ấy là nó xem tay mà con gái tại sao sang đấy trượt nhiều, nó khó là vì không hiểu người Nhật. Người Nhật thì ta không son phấn mấy đâu, không như Hàn Quốc đâu. Móng tay cắt ngắn đi. Tay là lúc gần đi tuyển là phải chịu khó cầm cho nó chai tay vào thì tuyển ngay. Đấy, người Nhật cái kinh nghiệm của bao nhiêu người họ về họ bảo công nhận. Mày cháu tháng mấy tháng vừa rồi cháu về cháu làm cho bà cháu, cháu trúng ngay. Còn mấy thằng kia
nó giỏi, nó đầy đủ các thứ mà nó trượt. Đúng rồi. Cứ vào xem bàn tay này, về sau không ai biết đây nào. Nhật nhạt ra xong nó ấy. Nhân nhạt ra tay yêu. Chẳng cần phải khám đâu. Đấy, thằng Nhật nó tuyển như vậy. Chỉ xem cái bàn tay là ấy. Ừ, xem bàn tay là nó nhận. Người Nhật người ta chịu khó, thích người chịu khó. Người chịu khó là người biết đạo đức, không lười biếng. Đấy là thế. Này là tôi nha, mà cái thời mấy ngày này chắc tôi nghĩ 30 tuổi không ngủ được luôn ý. Này 30 tuổi thì thằng con út nhà tôi nó bảo xem tay tôi nè, nhưng mà nó bảo nói cái con thì chỉ có 3 cái hoa tay. À. Nhưng mà mình thì 9 hoa tay. Đấy, 9 hoa tay. Nếu nói hoa tay con cũng gần như là 9 thì 10 cái đấy. Hoa tay. Đúng ngày xưa họ xem hoa tay họ nói vậy đấy. Nhưng mà không, tôi chẳng xem ai, nhưng mà cái con thằng út ấy nó nằm đi ăn cơm xong rồi đúng rồi. Nó ngày xưa hoa tay là nó tròn tít ấy, là con người có sức khỏe tốt mà con người là có điều kiện kinh tế đỡ khổ. Bây giờ thì không biết là nhìn như là già nó khác rồi, với mắt mình khác già rồi. Xong rồi đi không đi cấy đi đã, cày đi đủ cắt đấy, đi từ đấy ra Thái Bình sang đây là chịu rồi đấy, nãy mà chịu hai cô từ Thái Bình đi xe đạp sang đây. Tôi có lần nó đi ra mãi đủ với cũng đâu đi đêm đệ nhất Nam Thiên ở Hà Tĩnh, đi vào đấy cũng đi xe đạp à? Đi xe đạp, mỗi mình tôi đi. Từ đây vào Hà Tĩnh xe đạp, thỉnh thế. Rồi ở Yên Tử cũng đi xe đạp. Cũng đi xe đạp. Đấy, ra 200 cây hơn. Quảng Ninh. Quảng Ninh. Ở cửa ông. Ừ, cửa ông hơn 200 cây đấy, từ đây đấy. Tỉnh vậy. Thế nhưng mà tôi đi chỉ có đi chơi xem chứ còn thì không cúng không. À, thế à? À chơi xem. Đấy có duyên. Có duyên. Rồi rồi nó vì thế mà mê vào khó gỡ lắm. Không mê. Mê vào là tưởng thức nó hoạt động. Hoạt động là khó ra. Đấy, khó ra. Thế mà chỗ nào tôi cũng đi. Vâng. Thế nhưng mà đi đền Hùng chỉ có mấy cái đồng bạc thôi. Thế họ bảo là đi mua quả cau để đi đền. Thế hỏi quả cau bao nhiêu tiền? 5.000. À. Trong túi chỉ có 3.000. Đi đâu? Cứ đi ngó thôi chứ còn không. Đi hết cho nó đi. Họ cái anh ấy đây, vợ anh cũng rủ tôi đi đền Hùng, nhưng mà chồng anh ấy lái xe. Hết tiền tôi không có, trong túi có mỗi 3 đồng. Thế họ bảo là đi vào chùa mua quả cau đi trình ở đền Hùng. Có ngày xưa gọi là đi thăm thôi chứ không có mê tín gì đúng không? Thế may vậy. Thế là tôi với đi ra chỗ đền Hùng và tôi hỏi thế thì bao nhiêu tiền một quả cau? Và 5 đồng một quả cau, rồi không đủ tiền rồi đi không. Đúng rồi, trách này mấy ngày nay thì sốt ruột, từ hôm cô điện nay tôi cứ tắc ý suốt ấy, là nó có từ trường báo đấy, như kiểu có từ trường báo này với lại muốn đi nên nói đi, cũng thích sang chú cơ cho nói là đi muốn đi từ mấy nói đi mà làm sao mình cứ nắng ở Hải Dương ấy, cái này là nhân quả. Tôi cứ nằm mơ kiếp nào đâu này ông thích mình quá đi, chẳng có tiền mua hương mua hoa không có cái. Thì đánh thức thôi chứ cũng không ấy. Đánh thức thôi, đánh thức thôi, nó nghịch ngợm thân xung. Đánh thức. Thế đi lên chùa Đồng. Mà chữa về cái đấy phải vậy. Đi chùa Đồng cứ đứng đi xem chứ còn cũng vậy. Chứ còn chẳng có cái hoa cái quả là bất cứ. Qua Huế này nhắn tin nó bảo là ông Soạn đang chữa, mình bảo chết rồi, có rồi, là vì nhiều người như thế này. Cái bà em gái thầy Thích Chân Thành của ông nên chữa, ông nhảy cấm lên đấy, khiếp chạy một vành luôn, không muốn học nữa, đòi về đây học đấy. Ông ấy cũng bảo về nhà ông học. Cháu sang nhiều chú Cương thì chú toàn điều chỉnh cái bộ mặt này thôi, sao vậy đấy? Làm mặt chứ ai, làm chân tôi tay. Tôi đi Nghệ An nhé,
lên nhà cụ Hồ ấy, chỉ đi xem. Cái này không có mê, không bị mệt thì mê. Đúng rồi, do nhân duyên rồi, vì cái tai này là do cái nghiệp là nó che. Là do cái nghiệp là cái thứ hai là nó cũng là cái phước ấy, là vì con dâu nó đối xử như thế, điếc gì nó khỏi nghe. Nó đỡ cái sân lên. Đỡ sân lên. Thế tôi đi lên nhà cụ Hồ. Đấy, ngồi nói chuyện này và có nghe gì đâu. Để chứng tỏ phải điếc nặng. Nhưng mà xem nào. Tôi đi lên đệ nhất Nam Thiên ở Hà Tĩnh ấy. Mà nhìn xuống người đi như là chim. Còn mênh mông biển cả. Đi lên đấy. Nhưng mà chú mà gọi điện thoại vẫn nghe rõ luôn. Nghe tai bên này. Nghe này. Vẫn nói ngon lành, nghe ngon lành. Tai nó sát bên này. Thế xong rồi đi lên nhà cụ Hồ nhá. Mà mấy cái cô thuyết pháp tôi không biết gì kinh sách với các thứ. Nhưng mà các cô ấy thuyết sinh cứ giữ để về bảo là đến nhà tôi ăn cơm chay. Tôi không. Xong về cái thằng cháu nó ở ga Nghệ An ấy. Nó để tôi đi về xong rồi nó đi làm. Tôi bảo là về cho tao một cái bò gạo tao thổi tao ăn. Người này cũng xả đó. Vì cái răng là thoát ra là xả. Cứ cái xe đạp đi. Bóp vào là cố vào. Xả mà cũng rộng lượng. Rộng lượng. Vì người ta cứ nói là vỗ là xấu nhưng chính cái người vỗ người ta rất là xả. Xả. Nó xả. Ôi có đồng tiền không bao giờ giữ cái chả có cái gì. Chưa đi động tay. Quay ra gặp pháp. Nếu mà đúng gặp huynh đệ tầm tuổi 7-80 đồng, 60-80 đồng đi theo thầy trên thành. Nhưng phải nói là gặp được cô này thì đấy, cũng thấy nó có đấy, cái rất là khác. Cháu phải công nhận là xả hơn cháu ấy. Khác. Tâm xả lắm. Vậy nên người ta cái căn tai nó bị nhưng mà ngày là do cái nhân quả. Vâng, cháu bảo là do nhân quả đấy. Nhưng mà đi mà khỏi cái gia đình đấy là khả năng là lại không lại nghe rõ ấy. Vâng, thì đấy. Là vì ở đây cứ nhìn thấy nó là lại có cái ức chế. Ức chế. Vâng. Nên là cháu bảo cái là pháp này pháp phòng hộ đấy. Có khi biết nhân duyên pháp phòng hộ cho cô ấy. Cái giờ mà cái ông xã nhà tôi mấy chục năm không có động đậy gì cả. Mà ông phải cũng kiên trì. À thế à? Cái thời bao 30 năm nay thì mà chú. 30 năm nay. Năm 50 tuổi. Năm nay bà 80 à? Vâng, 51. À, ông cũng giải thoát. Hiền lắm. Nếu 30 năm mà không ái dục với nhau, vợ chồng ái dục nhau giải thoát. Mà lễ chết chưa? Lễ chết thì ông mới mất 9 năm này. Chín năm, đấy, 30 năm. Chú hiền lắm. Này, ông ấy ngày 13 tháng 5 thì ông bảo người nó hơi đi lên rạp Vĩnh Trà ăn một bát cháo nhưng mà nếu nhiều mỡ ông ấy đổ đi. À. Xong đến ngày 14 thì 2 giờ chiều ông ấy gọi điện cho em gái với lại em rể hỏi thăm. Đến 4 giờ thì đi bảo đi lên để thám ăn bát cháo. Ăn bát cháo xong rồi đến 7 giờ về thì mua một cái túi chè này. Tôi bảo ông mua cái chè làm gì đấy? Bây giờ mua chè tối này thì ở rừng không ngon. Mua làm gì đấy? Một cái gói chè này. Chè khô à hay là chè tươi? Cái chè tươi của cái Vũng Việt ấy. À. Của thằng của cái sát Vũ Việt bên Vũ kia. Thư đấy. Vũ Thư Vũ Việt. Đúng rồi, biết rồi. Đây cái chè đấy. Xong rồi ông mua cái quả gì đấy nó tím lên. Tôi bảo xong có nhiều rồi. Đi cho về đấy. Mua về con cho. Thế là mai tôi đi 4 rưỡi tôi đi. Rời mưa tôi, mọi khi tôi đi 4 giờ. Nhưng mà hôm ấy mưa tôi 4 rưỡi đi. Cũng như mọi hôm đi về thổi cơm xong gọi người ăn dậy ăn cơ đi xem đập ăn cơm 11 giờ. Thế hôm ấy thì lại về như thế 11 giờ gọi ăn cơm sờ cái tay này hãn nóng. Thế là từ biệt luôn. À đấy. Người ta chết dậy thế thế là người ta lại thành người. Thế cơ bản là ông ấy dễ chết ấy. Là ông thành người ấy.
Dù ông có trả nợ về thịt chúng sinh chăng nữa thì ông cũng nhanh nhành người, dạ, tránh nhà nhanh. Là vì này, cái 12 nhân duyên ấy, Đức Phật dạy ấy. Ừ. Cô có hiểu cái đấy không? Chưa được à? Vô minh thì sinh hành động vô minh. Mà người ông Phật ông rất khéo độ người. Cứ nói người cư sĩ ấy là không có, chỉ không tà dâm thôi, chứ vợ chồng với nhau mà vẫn dâm dục, vẫn là không được làm người tử tế, kiếp sau anh vẫn nộn luôn hồi mà. Còn anh muốn là niết bàn thì anh phải cắt ái ni ra cơ mà, đúng không? Cắt ái là cắt cái ái dục ấy, anh không có dâm dục ấy. Nhưng mà là vì viết sách ấy, một là ông Phật ngày xưa ông cái số tu là ít, ông khéo, nhưng ông giảng riêng cho người tu nó khác, còn giảng riêng người cư sĩ thôi, cái đời cư sĩ nó vẫn tham dục, tiền bạc danh lợi sắc dục, ăn uống cùng nghỉ nó vẫn phàm phu tục tử thôi, cứ kệ nó, đứa nào khi nào nó có căn thiện thì nó lên ta, nó xuất ra thì ta sẽ giảng cho nó sâu hơn, nên là vẫn cứ để nó là khuyên nó là không tà dâm cũng là tốt rồi. Nhưng nếu là học Phật ấy, về 12 nhân duyên ấy, cái duyên ấy mà vô minh ấy cứ là nó sẽ dẫn đến não tử. Anh còn dâm dục thì anh phải sinh ra con cái, đúng không, thì vẫn là não tử, phải quay lại. Còn anh muốn giải thoát không quay lại cõi người nữa, quay cõi vật nữa, thì anh phải gì, cũng như bà nãy nói chuyện đấy, 30 năm là ông ấy không có động đến thân thể bà đấy, người đấy là người giải thoát, nên ông giải thoát rồi. Vì cỡ 50 tuổi mà ông giữ được sắc dục với vợ là cực kỳ khó đấy, mà trong đó là vợ cũng không ngăn cấm mà chồng không ngăn cấm mà người ta giữ được, tự nhiên là nó tách ra, đấy là cái duyên. Thời đấy là cũng là đã là mẫu mực rồi đấy. Nhưng mà thời này khó, mấy ông bà 60-70 ca thán với con suốt. Ca thán với con này suốt này, điện chú Châu suốt này, hỏi này, bây giờ làm cách nào? Mà trả cái ấy làm thì phải phòng hộ, hai là phải biến khỏi cái nhà ấy, làm sao biết được. Vì nợ người ta rồi. Mà cái ông ấy, ông đi bộ đội, trước ông ấy ở trường lục quân đi. À, bộ đội. Vâng. Đấy, người ta có nhân duyên thế, 50 tuổi mà đi bộ đội về mà vợ không động đến vợ mà vẫn tình cảm bình thường với nhau thế quá. Nhưng có những người nhá, người ta không ăn chay. Nhưng mà vẫn chưa có động đi. Nhưng mà không bao giờ này. Không bao giờ bảo là ta tát, không bao giờ. Không mắng gì vợ đúng không? Không bao giờ. Hay. Chết ra lại. Vậy người ta mới chết nhanh vậy đấy. Này. Thế thì đi về quê chứ cái thứ 80 tuổi mà mất. Xong ông dễ mất vậy. Thuốc lá không, chè không, đấy, vậy mà. Rượu không. Vậy cơ mà, còn cái gì nữa đâu mà. Tất cả. Xong rồi bà ấy cũng không. Bà không nữa. Thì năm giới người ta giữ đủ rồi nhá. Tiền thì là cô giữ đúng không? Ông không giữ đúng không? Đúng không? Trong gia đình phụ nữ anh giữ tiền mà. Tiền bạc danh lợi thì ông không còn cần thế gì nữa. Bộ đội về rồi đúng không? 30 năm cuối này thì là ông về rồi gì nữa. Hai nữa là gì? Cái sắc dục không nữa thì coi là còn cái gì nữa, năm giới nhá. Mà lại còn không rượu chè thì có phải năm giới thứ năm không? Mà chắc chắn là ông không sẽ không nói dối rồi. Thật thà mà, không nói dối mà. Không nói dối. Đấy. Mà đi. Thì người ta giữ được năm giới rồi, người ta chết nhanh lắm. Này, 80 tuổi người ta chết nhanh lắm. Đi về mà có cái gì thì mang cho hàng xóm đấy. Đấy, bố thí. Pháp bố thí. Vậy ông thành người lâu rồi, chứ không phải không? Bây giờ tu trẻ. Nhưng mà ông cái tên ông là Hải. Hải biển à. Không, đấy Trung Quốc. Hải biết đâu nó ở hồ Hòa Bình thì sao. Nó rộng như thế. Biển mênh mông. Thế thì mình thì lại đúng là nguyện. Kiếm lại nay cũng nhân duyên lại kiếm được một người mà đôi vợ chồng hạnh này. Phúc như cô là chúng con phải phục sát đất đấy. Này, mình tên là Nguyệt, bố tôi cái ông nội tôi là ông Khánh, mà bố tôi là ông Nguyện, tôi là Nguyệt. Có liên quan. Nhà tôi 8 chị em. Ôi trời, thấy rồi, 8 chị em. Có ai biết pháp không? Không, mình. À, không ai. Đấy, mỗi mình, không ai biết pháp, thế chết. Nhân duyên.
Đúng là hai ông bà đến với nhau là thực sự đúng là hạnh phúc. Đúng là cuộc đời hạnh phúc, là vì bản thân bà như này mà ông như thế là biết là hạnh phúc rồi. Vì ông ấy tròn trịa năm giới rồi. Đến vợ mà còn không động vào nữa thì quá năm giới luôn. Đúng năm giới là ông giải thoát luôn. Chứ không phải không đâu. Chỉ có cái là ông còn nợ chúng sinh nữa. Nợ chúng sinh tí là ông ấy đã hồi ngay rồi. Hồi trước Cúc với tôi cứ đi ăn uống thì thổi. Chắc đi nhau đâu đấy à? Cô ấy, vì trước cô xuất gia thì có gặp. Chắc đi trước, gặp cô trước. Gặp trước à? Học cùng thầy. À, học cùng thầy, sư. Học cùng thầy, tôi chạy xe. Đông. Đông. Cũng làm kinh sách nhiều ấy lắm. Có câu cô có cầm những quyển kinh chú có tham khảo ấy. Ngài tự viết là kinh. Vâng, mà dạy gọi là thầy nói là cố gắng tu để làm người, để lại tu tiếp thôi, chứ còn chưa giải thoát được như chuẩn não. Đấy là bậc thấp. Cố giữ năm giới để làm người. Này, ông thầy. Vâng. Ông thầy đấy. Không dạy mọi người ấy. Còn ông thầy cũng đã có. Ông thầy nó biết chuẩn não thích nào là không? Không biết đấy. À biết chứ chú. Biết có hào quang cơ mà. Tức là chúng cháu đến đây này, chúng cháu nghĩ cái gì là mày biết. Vâng. Trong đầu hôm nay mày đến mày hỏi cái gì mà biết. Tưởng nó hoạt động cũng ấy. Ăn chay. Mà tốt. Ăn chay trường. Vâng. Ông bây giờ vẫn khỏe à? Không. Đi rồi. À đi rồi. Tức là không, cũng không được một người nào độ để truyền cho như trong trưởng lão ấy. Là người đi thôi. Học thì đông chú ạ. Nhưng mà không ai được. Ông ở xã nào ấy? Xã Nguyên Xá. Nguyên Xá của? Nguyên Xá Vũ Thư. À, Nguyên Vũ Thư. Chỉ biết chú đang nghe đấy chứ. Chưa biết thôi. Tự viết ra cái quyển kinh đấy, cô cầm lấy chú Khang, chú xem. Toàn thơ lục bát hết. Trên 68 dạy bề bậc từ nhà sư. Cái đạo đức là nó có truyền thống từ xưa rồi. Từ nhà sư đấy, đến bố mẹ rồi vợ chồng con cái. Cái tuổi 18 đông người dạy hết. Đấy, vâng. Người đấy là người rất là đấy. Tốt đấy. Nên là không truyền cho được một ai chú ạ. Cũng không học được như trưởng lão ấy. Còn nếu mà không, nó có pháp mà tu thì nó nhanh. Mà không có pháp thì người ta vẫn không phải quay lại làm người. Người lại làm sư rồi. Thôi. Vâng. Xuất ra. Tức là dạy bảo là chủ cố để tu làm người. Chứ còn người thì người giải thoát rồi. Người về trên rồi. Người thích cũng thích sống, không thích chết chết mà chú. Thích đi là đi mà. Vâng, cũng như trưởng lão. May là chúng cháu cũng có duyên là gặp chánh pháp từ đấy. Nhưng mà một thời gian đi vào chùa là cháu nghĩ là cháu giải nợ. Các cái kiếp trước mà cháu tu theo đại thừa thì là phải vào giải nợ chứ. Về nhà lại muốn đi. Cứ về nhà muốn đi. Nhưng bây giờ dục cháu phải đi. Không, hết nợ. Bây giờ như chúng con là bây giờ là không muốn đi đâu nữa. Đi đâu ăn uống ngủ nghỉ nó không được thì giống như ở nhà. Đi ăn uống là trưa chắc ngủ rất khó. Kể cả lên cơ quan thế, ăn uống xong là khó ngủ lắm. Này thế anh cơ quan này sẽ đi ở huyện hay tỉnh? Con ở 20 Hoàng Diệu Hà Nội. Cơ quan ở đấy. À đây. Nhưng mà sang năm mới hưu, tháng 10 sang năm mới hưu. Thế. Sáng năm là 60 tuổi. Ừ, 60 tuổi. Nhưng mà công tác thường xuyên ở Quảng Ninh. Ăn cơm ở Quảng Ninh biết bao nhiêu năm. Dân làm than. Nhưng may quá gặp pháp không chết. Nhưng người viết ra kinh ra đây là ở thôn Ngôi Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Mà 17 tuổi, 18 tuổi thì đi vào chiến trường thì ở Campuchia. Wow. 4 lần bị thương, à. 4 lần chết đuối, à. Mà không chết. Yeah. Còn 24 cái mảnh đạn ở trong này. Trong đầu. Đây. Yeah. Thế à? Đây, ông thầy thế đấy. Và ông thầy đấy về tu. Xong rồi. Dân khổ quá. Cái 208 là mậu tuất tự tu ấy chú ạ. Tự tu. 82. Không, cứ độc cư thôi là người ta đấy là từ người ta sáng ra. Thế xong rồi 26 tuổi về địa phương ấy. Xong về nhà. Thế thì viết ra kinh sách. Viết ra kinh Hoa Đào Báo Ân. Được ai để mà người truyền cho? Vâng. Kinh Hoa Đào Báo Ân với lại cứu người ốm ấy, chỉ có nước lã.
bao nhiêu năm, à có cái anh gì tôi quên bây giờ, ở Thái Thủy này, Thủy đấy, Giao gì nhỉ? Giao Thủy á? Giao Thủy nhá. Đây là huyện Giao Thủy đây. Ừ, huyện Giao Thủy là cái anh ấy nhà có cái xưởng đóng tàu ấy. À, ở đây đây đầy đóng tàu này này. Thế à? Có bộ hay là thì tôi không hạnh hay là cái năm 92 đấy. Ông gặp cô gặp chưa? Cô có nhớ tên không? Tôi không nhớ tên, không biết. À, viêm gan viêm tiếng ấy. Xong năm đi Hà Nội, xong họ trả về, đi Hà Nội họ trả về ở cái xưởng đóng tàu ấy. Nhưng mà tôi không Giao Thủy mỗi ngày Ngô Đồng thì thôi. Thế à? Có hai thế xong đến lúc gì là mang một cái can ấy, nước kín ở sông ấy. Xong rồi về một cái can nước ấy, xong về khỏi. Thế là người anh đấy mới lại đi sang bên nhà người là mời người sang đây, xong rồi cho một cái máy xe máy. Thế thì không lấy một cái gì nữa, để không lấy tiền của ai, để không lấy để cho một cái xe máy để đi cứu người, cứu dân đấy. Nhưng người không lấy. Nhà thế ở đây dần để hỏi ra là biết thế mà. Đóng tàu đấy, con ở đây mấy chục năm dân đóng tàu. Từ năm 92 cơ mà. 92 con đã năm 90, 89 con đã quan hệ đến tàu rồi. Hả? Năm 90 con đã là nghề tàu rồi. Ừ. Đóng tàu ở bờ Giao Thủy. Giao Thủy đấy, thì đây có một cái bãi tàu thì có ai đâu mà. Nhà thế, thế xong rồi anh ấy khỏi xong thì anh đi sang đấy, anh mời người đến đây. Là cho cái xe máy để cứu độ nhân dân ấy, người ta. Nhưng mà bây giờ chắc thời trước thôi, chứ bây giờ thời này thì không thấy này. Mấy ông này vẫn phàm phu tục tử nữa, chứ không theo từ, thầy dạy. Từ năm 82 là người ta đến đông, ngày nào từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Nhá. 10 giờ đêm. Ông thầy về sau là 26 tuổi về, ông viết kinh, viết sách vậy, ông dạy người thế, ông có lấy vợ không? Hả? Vậy sao không có lấy vợ? Không phải là ở với chủ. À. Thế là vợ, nhưng mà con không quan hệ cái kia. À. Tức là bà ta lại đi xin đi tàng thị một đâu. Là vì người ấy, người nó gầy thương bé nhỏ. À. Nhưng cũng không quan hệ với cái đấy. Bé là bé nhỏ. Nhưng mà chữa cho mấy cái cô đấy là cái ốm yếu thôi, thương thôi. Như là cái con cháu chàng. Xong rồi cứu người ta. Để xong bảo thôi thì ý là phụng hầu thôi chú ạ. Là nhưng mà người một cái cô ấy thì cái năm 82 thì viết ra kinh sách, nhưng mà để đấy thôi. Năm 83 thì cái ông ở cái Tân Lập ấy, cụ già hai đứa cháu đêm nằm ở cái xã Tân Lập ở Vũ Thư đấy, là nằm mơ thấy cái ông Tam Đại, ông Tứ Đại này, về bảo là đi xuống Ngô Xà thì Phật cứu. Ừ. Nhưng mà có hai đứa cháu bằng này với lại ông cụ già, thế đi xuống thì nhà thì có cái lều bẹp ấy. Thế xong rồi đến lúc thì người bảo rằng bây giờ đấy, sản tôi vậy. Thì mỗi cái đồng lương thương binh ấy, thương binh nặng ấy thế, vậy thì lại còn tôi, ai mà đến xe là còn bố thí cho tiền về này. Vâng. Thế xong rồi người bảo rằng tôi còn phải đi tù nữa. Nghe thế bảo với cái ông cháu đấy, tôi còn phải đi tù chứ tôi không. Đúng là 83 là cứu một cái cô con gái ở Vũ Chính, Vũ Thư đấy. À. Thế là Vũ Chính gần Thái Bình thì thành phố Thái Bình rồi. Anh biết này. Có biết Vũ Chính rồi. Đấy, Vũ Chính đấy. Thế là cái nhà đấy có cái cô con gái sau này ốm lâu lắm. Thế xong người vào mới cứu. Thế thì là cái cô đấy chết. Thế là cái nhà đấy nó đi kiện. Ừ. Kiện xong rồi
Người đã biết là biết đi tù, là, đó, biết trước đi tù rồi. Người đã biết là biết đi tù. Thế xong rồi 100 ngày ở Thái Bình. Còn thì 9 tháng ở cái gì nhân. Vậy về sau là mấy đứa con? Hai đứa thì bà ấy kiếm ở đâu? Bà ấy kiếm đâu nhỉ? Vì ông ấy gầy gò vậy ông ấy tu ông này, thiết rồi. Ông ấy làm sao? Mất 80% sức khỏe rồi còn cái gì nữa? Độc bạch cầu. Làm gì rồi có cái gì? Mà có con nữa đúng không? Đấy, đúng ông giải thoát. Nghe chưa? Là người như là cái quân cháu chàng ấy bảo là gọi là tựa nhau. Tựa nhau. Là gầy còm, người thì cũng gầy còm mà đi gánh hai cái bao chấu ấy. Hai cái bao chấu mà gánh quét hết đất. Mà người nó mà đến khi cái năm 14 vừa rồi bụng bỏ như là Đức Di Lạc cái gan á. Không không nè, tự bụng to. Này. À. Gần gần lúc đi cũng như trưởng lão nào nội tướng đến bụng như vậy. Nội tướng và xong rồi ở nó đau các cái mảnh đạn ấy, cái đạn. Cái mảnh đạn này. Đau. Thế thì lúc nào nó đau thì tôi lại phải đi hái các cái lá xong rồi nấu sông mà bao nhiêu năm không kêu ca một cái gì kìa. 24 mảnh đạn còn ở trong phổ cũng có 24 đầu xong rồi quý là đấy quý ông ấy mới là quý đấy bộ đội về mà biết tu quý kinh trường kìa chú cô cầm về đấy mai đọc cái quyển là biết ngay cô chú đọc biết ngay thế xong rồi cái năm 90 người ta chia cho một cái mấy sào ruộng ấy xong chỉ cấy ruộng với lại có cái gì thì ăn đấy thế với lại chúng tôi bây giờ mà dạy đạo thế nó mang về mà đầy của luôn đúng không nhiều lắm nhưng mà không lấy một cái gì đấy. Không lấy một cái gì thế cho nên là và nhà bố mẹ nghèo lắm chưa tôi về hưu cái là tôi cũng tình thương với người là đọc cô gần gũi cô giúp đỡ mọi việc ở ra đồng người với tôi đi cấy rồi đủ các thứ xong đi gặt tay này xong đi kéo lúa người thì kéo lúa tôi gậy chú có cũng có đắt em không thuyết mấy đi bà nhé dẫn trai về nhà à người vợ ông đây đi vợ dẫn trai tiếng là vợ thôi nhưng mà chính trên nói là cho là thương sinh cho nhãn phụng hầu bà tên là nhãn cho là nhãn để phụng hầu thôi nhưng mà bà không chịu nổi bà thế thì tôi nhé tôi không biết sai người đi mua rau muống ở nhà làm việc với nhau mà người vẫn cứ vậy rõ biết mà không bao giờ nghe là người biết là người ta biết là cái nợ của người ta như thế chẳng phải sao ấy vâng nhưng mà đến lúc chết chú nhá chết lại bị bệnh ung thư ung thư vú thế người biết là cái hôm ấy là gần chết rồi người mới lên người bảo là còn cái gì vướng mắc thì nói hết với ra đi nói hết ra là xong mà ý là sám hối ấy chú À lại chết trước ông ấy à? Vâng. Vậy nhưng mà lại không nói chứ ạ. Quay mặt vào. Ý tà dâm à? Ờ, ý là quay mặt vào không nói. Nhưng mà người biết chứ. Biết thì ta biết hết. Vâng. À vậy, với nhau mà như nào biết hết mà. Lại không nói. Thôi bây giờ cứ sang đây là tập ăn tập ngủ. Hả? Sang đây là cụ sang đây là tập ăn tập ngủ. Xong rồi ngồi chúng con phục hồi máy móc cho laser máy chi neo so bóc bấm huyệt làm chuyện chẩn mặt tôi nói với tôi bạch với người tí tôi đi đến ngày mai là về đi lĩnh lương xong rồi đến khoảng 12 thì tôi đến à, nha 12 nay bao nhiêu rồi nay 10 giờ mùng 8 à. Mai mùng 9 sao phải chọn ngày vậy không phải đây này phát lương xong rồi hãy sang phát lương. Sang luôn đi sau này về là để 12 ngày nay là họ phát lương đến ngày mai là còn 2 ngày phát lương ngày nay với ngày mai thế thì hôm nay tôi đi đến chiều tối tôi về thì đến sáng mai tôi mới đi về đi lĩnh lương rồi. Lĩnh lương xong rồi vì tôi nó cứ chỉ có chơi thôi thế xong rồi đi mua lạc
xong về ép cho mấy người vợ này ở Quỳnh Côi với lại ở Phong Châu với ở tên ở Minh Tân. Minh Tân ngay Cống Kem ở trên qua cầu Đình Thượng ấy. Có biết Minh Tân là Minh Tân nó ra giáp sông Hồng qua gốc. Thế là tôi đi tôi ép dầu cho họ ấy. Mình bây giờ mình không làm gì được thì mình đi đến trong cái lạc xong ép cho người ta. Ai có là ai không có cũng cho luôn. Nhà có máy à? Nhà có râu thì. Con râu nó cứ có máy. 40.000 một công đi chú ạ, một ít đấy. Này, công ép. 2 cân lạc mà hột to cơ. 2 cân lạc. Rồi. Với ép 40.000 2 cân. Thì ra giá dầu bao nhiêu? Một trăm mấy của chú? 140 đi. Ừ, đúng rồi, bên này. Tăng nhưng mà để lạc thì mua cái cân. Bên này nó bán 120. Này. Cũng ép thực tế luôn. Vâng. Ép rồi à? Đấy, lúc nào sang đây nai vào trong xem nó đang ép này. Ôi đứa, nó đưa sang kìa. Cái nạc khô mang sang hôm qua nó điện nó bảo là chú hôm trước định lấy ít bã nạc để làm mấy cái thuốc mà. Thế là cái bã nạc đấy, nạc với bã đậu đấy. Hôm qua nó bảo là cháu nhà không có vườn. Mà cháu này để cái bã này nó mất 3-4 tháng này nó mất mùi thơm rồi nên là cá nó không ăn mấy. Do đó giờ nó không lấy thì chú có ấy chú mang về để chú ý lấy cho cháu này mang về thì chú rội cây mà. Rồng cây tốt. Tốt. Rồng tốt. Có ruộng à? Mở hai nữa này. Bán cho họ 4 ruộng có 5.000 một cân. À, cho lúa. Đây 5.000 đi. Này, lúa thì rắc cái đấy tốt rồi. À, đấy, sạch. Mà này sạch chứ nhỉ? Ừ, hôm qua đó nó mang thằng 3 tạ luôn. À chẳng. Đấy, đây, dưới này đây. Đấy là khỏi. Đây, đây cũng à, khỏi về này, bón phân gà, phân trâu. 3 tạ là có mấy lần à? Không biết nó lấy bằng nào, chắc cái này nó ép cho mình thì chắc là rẻ thôi. Là vì mình lấy... Này. Không, nó ép chứ. Nó ép mà nó không bán được ấy. Chứ nó bán 5.000 cân cho ấy, cho nuôi cá. Nhưng bây giờ nó mất mùi thơm nên là cá nó ăn không ăn mấy. Thế nó này đem bảo bón ruộng. Thì chú có ruộng mà có vườn. Nó bảo vậy chú lấy vườn nhà cháu không có. Thế hôm qua nó trở ra 3 tạ. Về họ ép lên mà với lúa thì nó cũng không để là bao nhiêu. Cho lúa. Cho lúa tốt à? Ngày trước á, từ khi người viết ra kinh sách cho mà cái lạc này cho vào đá quấy đá ra dần đi xong ép thành dầu rồi là tự làm sôi lên nhiều lúc là quên đấy làm mà đậu với lại đủ các thứ tự chế biến ăn chứ không mua mà ăn sẵn tự làm hết á. Không phụ thuộc ai cả. Mai kia sang đây ở bên này xong rồi là tự làm đấy mà ăn đậu khỏi mua. Nhà có đậu có hạt. Nhưng mà tương bên đây ngon lắm. Tương bà thấy Bình bà ấy làm thành phố ấy, cũng bà ấy biết pháp ấy, bà cũng biết nặng tay. Mấy bà ấy làm tương trước chuyên chị mua mang cho các thầy đại thừa nhưng mà từ khi biết sách thầy Tùng Nặng thì không nặng nữa. Bà ấy 30 năm làm tương cho các chùa đấy. Thế là bà ấy làm cho tương ủ 2 năm nay ăn. Trưa nay các bà ăn thử tí. Tương ngon lắm. Tương nguyên chất, độc tương không có gạo. Đấy là gọi là xì dầu ấy. Tương không. Gạo có chua không? Gạo có chua ngay. Gạo chua. Đấy chỉ có xì dầu với rau thôi, ở đây có thế. Cái tí đậu. Thế thôi. Vâng. Mà vẫn khỏe. Chỉ có làm đậu đấy. Cách một ngày làm đậu mà làm đậu thì có ít đâu. 8 cân. Không nhiều nhỉ. Tất cả đông người họ ăn đó. Đông người ăn. Nhưng mà đến bây giờ thì không nào. Người viên tịch thì thôi có ai dạy nữa, à, họ đến nữa. Năm 14 buổi chiều hôm 30 tháng 3 đi cái xe lăn trong đi Thương Bình đến đêm về mùng 1 tháng 4 đấy thì lúc 3 giờ đêm mùng 1 tháng 4 người thích đi là đi. Nhiều hôm mà cứ đi trong nghĩa vậy là những người thế là mình không được gặp hiếm mình biết pháp. Như chúng cháu đến này, hôm nay đến này có việc gì, muốn hỏi cái gì là người đã biết rồi. Để biết rồi.
biết được ý nghĩ người khác. Nhưng mà này, người nói Thái Bình ý, có từ bao giờ? Thái Bình là Phúc Nhất. Thái Bình ngày xưa là đất của Nam Định, là đất của Nam Định, sau này mới cắt ra. Nam Định là cầu đã bắc xong. Nam Định khi đã có trời, có trời có đất mới đã có Nam Định Thái Bình rồi. Mênh mông lắm bây giờ. Mới bỏ ông đến làm đảng thôi nhá. 30 năm không ở, không ở với chồng, không vợ chồng không sinh hoạt nữa mà bây giờ không được sờ mình. Mà bây giờ ông thầy thuốc sờ mình như thế là quá vô minh rồi. 30 năm chồng không bao giờ động đến mình. Thế mà cái xương ở đây dí. Ông bảo ông đến thích thần cơ. Ông bôi cái thuốc vào. Ông có cái thứ xoa. Thế mình bảo sao nhỉ? Mình chưa biết hỏi là sao hỏi ai thì thế này. Ông ấy bảo mình chứ không ấy đi, nó còn còng cái xương này lại càng ngon. Làm gì mà ai này xương sống này đánh mà, xương sườn nó còng lưng rồi. Nó bảo cái đốt sống của tôi đi, nó mà không chữa đi thì nó cong lưng. Không, nó cong là cong, nhưng mà anh phương pháp chữa đấy không phải. Anh đánh kích thần kinh dục thì sao được, không được. Thế mình cũng chưa biết đấy. Vì lâu lắm rồi không đến nhà gốc này. Thế lâu. Thì ông lâu đấy, ông bảo là ai mà biết thì bảo ông ấy có ông thầy nữa là gọi thần điếc ra. Thần điếc, ông thầy gọi thần điếc. Ông ấy về thuốc của ông xoa từ xương sống này xuống đến hết cái xương sống luôn cho à? Với ông xoa cạnh sườn à? Ông có xoa ngực không? Đau bụng mỡ đi, bụng mỡ chứ. Có kinh thi chế. Kinh thi chế à? Có kinh thi chế thuốc. Nhưng mà cái hôm ông sờ mỏ. Sờ mỏ nhé, sờ mỏ. Ông ấy đưa cho hai viên thuốc. Úi giời, nó đau quằn quại lên, vứt đi. Thuốc nhiệt tí. Ông ấy này vẫn có cái dâm. Vì già 7-8 mấy rồi nhưng mà vẫn có cái tính dâm. Thế mà uống cái thuốc ấy nó nóng lắm. Nóng cực ở trong người, nó nóng hết rồi. Chắc là nó lại có, một là có hồ tiêu, hai là có ớt. Có những chất nóng thì đầy thuốc có chất nóng mà. Vậy thì cho mọi người ấy, có một cái cô đấy cũng 72 tuổi mà cũng không có chồng gì mà đâu này. Rồi huyết áp cao với lại tiểu đường ạ. Huyết áp cao thì sang đây cho hạ xuống được. Tiểu đường, nhưng mà sang đây thì coi như là, nói thực là khi sống về giới giữ gìn là nó với người gần, người giữ giới là nó bệnh tật, nó tiêu tan. Nó phức tạp. Thì không, nó tiêu tan đi, bà lại sợ là phức tạp. Dạ. Cái huyết áp của bà ấy mà bà ấy sống ăn chay ấy, sang đây không có no, sẽ phục hồi tốt đấy, không nghỉ đâu. À thế. Nếu có duyên là phục hồi tốt đấy. Có duyên là không sợ đâu. Cái huyết áp ở đây là nằm chủ được luôn, vì máy móc hiện đại mà. Sang đây là bà ấy ăn chay lâu rồi, mà cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà bà ấy hay ăn chuối với ăn cái thứ ngọt đấy. Thế bây giờ cháu bảo cô này mà ăn được một bữa thì là người nó nhẹ nhõm. Mà nó lại tăng lại trí nhớ. Hôm qua cháu cũng bảo mai sẽ tập ăn bỏ tối, ăn hai bữa thôi. Cô ấy sang đây là chỉ ăn hai bữa thôi, sáng là một là uống đậu, hai là ăn bột dinh dưỡng. Còn trưa là ăn cơm với chúng con luôn nhá. Xong tối là không được ăn gì nữa. Mà cô cũng phải về xem ở nhà đấy, cô sang đây cùng ở với cô ấy một thời gian chứ. Cô ở nhà. Nhưng mà bây giờ cháu nó đẻ nhưng mà không ai phục vụ nó, nó phải đi mẹ nó nên nó không ở ra đâu. Nó còn phải bố mẹ nó phục vụ, mẹ nó phục vụ nên nó không, nó chưa xuống, nó không xuống. Vậy
không có cái gì khóa cửa vào, vấn đề gì đâu, người ta khóa đây thì khóa đầy thì đi hết mà. Khóa mà đi xa cái nơi từ trường ra, dù do cái từ trường tưởng của nơi bố mẹ sinh cho mình ấy là nó có tưởng quẩn nó ái cái sự. Thế thì chị đâu? Nhà con đi Hà Nội làm bên giáo dục. Hà Nội. Vâng. Làm bên ủy ban bảo vệ nhà trẻ. 10 năm trông cháu rồi. Mấy cháu? 6 cháu ạ. Ở trên đây hết 6 cháu. Hà Nội. Hà Nội hết. Chúng nó ở cả với nhau nên là ăn cơm gần như giống nhau hết, cùng bữa hết. Cùng nhà cháu đã chung cư. Thích đi lắm. Cứ đi, hôm nay cháu bảo hai nhà cô về đi. Xong về làm lĩnh lương. Không vậy đấy, chú Châu tặng ý. Vâng. Chú Châu nhắc. Bảo sang là sang ở luôn. Không, đi là đi. Đi là đi. Rồi đi đâu? Đi chứ không dừng lại mà cũng không nói và làm luôn. Đúng là nói mà làm mới là được. Nếu nói mà để đấy là hỏng. Nói là làm. Ngày đi luôn. Cháu thì sợ là bây giờ cô em béo thế này ấy, sang đường này, sang những ngã này nó lại này. Sang đây mất bụng này. Bỏ bữa tối mất bụng. Xong cái bé bảo biết đâu cái duyên của cô ấy. Cái cô mà huyết áp ấy là huyết áp sẽ hạ xuống. À. Cái cô huyết áp là làm cho huyết áp nó hạ xuống. À. Còn tiểu đường cũng... còn đường là cho ăn kiểu khác. Đúng rồi. Mà nó cũng sẽ hạ. Cũng không có chồng, không lấy chồng. À, cô cũng không lấy chồng á? Không. À. Ăn chay mấy chục năm. Duyên nhỉ? Vâng. Cô ấy 7 năm à? 7 năm tuổi à? Cũng đi được xe đạp. Dạ cô 72. 72. Bảo sao đấy thì con phục hồi cho. Những người đấy người ta cũng là không có nợ nhân quả. Chỉ mỗi bệnh tật là do không hiểu biết thôi. Phòng hộ thôi. Bây giờ chỉ là tập trung cho là giúp cho những người tu. Chứ không có giúp cho những người phàm phu tục tử. Người ta đã biết là có căn rồi. Bảo nó dễ nghe mà hơi ai từ trường nó cũng tương ương. Mà bảo nó nghĩ đấy. Tương ương ngay. Chứ mình nói là đúng gặp họ mở ra trí tuệ họ ra ngay. Ví dụ như là đang chết đuối mà với được cái phao ấy chứ. Ấy là cứ thế là sang đây huyết áp tự nhiên nó khác ngay, máy móc đo liên tục chứ, kiểm tra liên tục thì sao sợ. Mà ăn uống ở đây nhìn thấy đã nể luôn. Đúng không? Người ta nhìn thấy mình ăn uống này nể luôn. Chúng cháu chúng ta đám chúng cháu thì ăn chả có cái gì cả. Ừ. Chứ vâng. Không, đám nó cái bà kia chứ. Bà kia thế. À, từ thế. Năm nay rồi. À thế vậy đấy, người ta giữ được một miệng vậy là người ta khỏe đấy chứ không sợ đâu, vì cái bản cái tiểu đường là nó bị từ lâu rồi. Mà nó bị tiểu đường là bị tiểu đường suốt. Nó chỉ ổn định được. Nó đã thành cái nê rồi. Kéo lại cực khó luôn. Chỉ có cái là anh sống chiều chủ đốc của anh biết pháp thì nó sẽ ngăn cản. Bây giờ cứ bảo thế thì ai chửi đã biết rồi thì ai chửi mà mình không quan tâm. Đúng rồi, rồi. Thiên cơm địa điếc. Thế người điếc là họ thế nhưng mà có căn tu đấy. Bây giờ thì nó không bị lác tâm mà. Mới tháng tám ngoái thôi chứ trước không điếc đâu. Theo phục hồi là chắc đi là tốt. Đi vào bệnh viện hỏi cho cái tay này mà mấy triệu.